Rồi, chúng ta sẽ cùng theo dõi video sau đây. Đây là một cái tình huống mà cũng khá là trớ trêu đấy. Anh em sẽ theo dõi để mà làm bài học cho mình. Úi giời. Về mà dạy các... đây tôi phải nói là đúng là dạy thật. Các cụ đi ra đường. Nào, cái gì nữa? Ôi giời ơi, hai người gọi là đồng đội chí thân chí cốt ra đường. Ê à, thỏa chí tăng bồng. Hay là hai bố con đấy không biết nữa đi. Người ngồi đằng sau thì là lớn tuổi, còn người đằng trước thì là tôi nhìn thấy kiểu kia là rất là trẻ. Thế nhưng mà khá là thỏa chí tăng bồng anh em ạ. Không biết là đi vít cần câu ở đâu mà ra đường lại thế này, không mũ bảo hiểm. Rồi, câu chuyện thì nó dài lắm, bây giờ khó mà nói hết. Ôi giời, tí nữa đổ. Rồi, ôi giời, quả máy quét đường như này thì... Rồi, thì bây giờ là quét vào lề đường mà đi ở khu đông dân cư là... Mấy nhà rìa đường ra chửi cho thì... Cái gì nữa? Ôi giời, lại hôn nhau rối rít ở đây thế này, chứ lại dính vào nhau như thế này chứ lại... Rồi, cùng theo dõi một cái tình huống sau đây. Đây là một tình huống mà chúng ta sẽ theo dõi tiếp sau đây. Đấy, người phụ nữ lái xe đến đỗ một cái cửa hàng nào đó, và rất nhanh cái người hình như là nhân viên phát hiện ra rất nhanh và chạy ra. Đấy, không đóng cửa xe luôn. Không hiểu là đúng là lái xe của phụ nữ nó là một kẻ ao trình luôn anh em. Cái gì đây? Ôi giời, sao lại neo cao thế kia? Bành đít này. Đi đi, không nó lại sập xuống bây giờ thì lại mệt nhỉ. Rồi, cái gì đây? Giúp lại. Ôi giời. Đấy, đây là cái kiểu của các cháu học sinh bây giờ ra đường. Ghê gớm. Đi từ trong trường khi ra không thèm nhìn bố con thằng nào hết. Đấy, quan tài di động của chúng ta đã phi lên rồi. Cùng xem tiếp tục. Ui giời, đối diện là xe tải. Rồi. Vâng, thế là quan tài hôm nay là gặp gian thần. Hai thằng gặp nhau. Cái tuyến này thì mấy ông xe tải thì cũng ối rồi ôi. Rồi, tiếp sau đây sẽ là cái gì đây? Ông taxi này ông không đóng cửa. Thôi, thế này là ngu người rồi. Thế là lại mất tiền oan rồi. Chả hiểu sao mà ông không nhìn gương chiếu hậu sao mà ông không biết là cái gương, cái cửa nó đang mở. Vẫn đi lao đi vù vù. Nào, tiếp sau đây sẽ là điều gì? Rồi, một chiếc xe ô tô Hyundai, nó còn là Tucson này. À, đi lấn phần đường. Sau đó là được anh trai đi xe máy nhắc nhở, nhưng mà bắt đầu tỏ thái độ, hiểu không? Tao là người có tiền đấy, hiểu không? À, bắt đầu mở cửa xe xuống xem là gì. À, tôi thấy được 1m51. À, được rồi. Úi giời, anh trai đứng lên cao thế kia thì thôi, thì xong. Thôi, hôm nay ông xong với tôi rồi. Rồi, gặp đúng người khổng lồ luôn rồi. Nhìn giống hiếu khổng lồ phết nhỉ. Ôi giời ơi, xong. Ngu người không? Đấy, mày đi ngu, đã đi ngu lại còn thích thể hiện nè. Rồi, thế là hôm nay được một bài học nhớ con mẹ nó đời luôn nhỉ. Chán. Chán các cái thanh niên này lắm. Ra đường tưởng mình có tí tiền, oai, ghê gớm thật. Rồi, tiếp sau đây sẽ là cái gì đây? Ôi, các mẹ ơi là các mẹ, đến chiếu các mẹ rồi. Ra giữa đường để tám chuyện luôn. Đây là đúng là mẹ thiên hạ, bất chấp luôn anh em ạ. À, tiếp theo chúng ta sẽ có cái gì ở đây? Úi giời, lại là một mẹ thiên hạ tiếp anh em ạ. Ninja. À,
giật té giật quần vào đấy. À. Rồi lại quay đầu mà không có tín hiệu. À có nhưng mà quay đầu không, thiếu quan sát. Trời ơi, ông xe tải kìa. Nhưng mà lạ nhất là cái thằng cu áo đen nó vẫn bơ, tỉnh bơ luôn. Mà lại là một thằng xe tải nó vượt lên. À, thằng xe tải lửa tải. Lửa tải nó vẫn là một cái gì đấy nó khác bọt lắm. Và nhiều khi muốn xe lửa, muốn mua xe lửa tải nhưng mà ra đường chỉ sợ mà anh em chửi thôi. Nào. Ý, ông container ông đi ông không đóng thùng là cái thứ nhất trong ông Xi Nhan nhỉ. Xi Nhan. Ui giời ơi. Ông xe máy ông vẫn cứ giúp vào đấy là thế nào nhỉ? Ôi, lại là các cháu học sinh thiếu kinh nghiệm thực chiến ra đường mà đi như thế này thì một xíu nữa thôi là container là hỏng rồi. Nào. Tiếp theo đây. Lại là một mẹ thiên hạ tiếp. Rồi. Thế là mẹ thiên hạ của chúng ta hôm nay là gặp gọi là Pikachu. Hỏng rồi. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đến với những cái thành phần không muốn làm và vẫn muốn có ăn. Hai thanh niên trẻ sức dài vai rộng. Đấy, thế nhưng mà đi kiếm ăn bằng một cái phương án đó là kiếm ăn trên sức lao động của người khác. Các thanh niên làm việc thao túng rất là nhanh giữa phố đông người, nhưng mà càng phố đông người thì lại càng dễ gọi là công tác, hiểu không? Rất nhanh, trong vòng có 5 giây thôi. Chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp sau đây. Úi trời, má ơi, má ơi. Úi trời, tí nữa là xuống rãnh. Ui, anh em nhìn cái quả vệt phanh nó dài khoảng tầm 2 cây số này. Ăn muối vào anh em nhá. Đi thế này thì đúng là chịu rồi. Nào. Điều gì sẽ xảy ra tiếp ở đây? Đây là một gạt lộ. Ôi trời ơi. Ông xe đen, ông xe con màu đen kia, ông vượt đèn đỏ, ông rút ra. Thứ nhất là đã vượt đèn đỏ rồi. Cái thứ hai nữa là từ cái đường không ưu tiên ra đường ưu tiên mà bố nó lao như là về với lại tổ tiên như này thì ai mà đỡ. May mắn là người anh em container xử lý kịp thời phát đấy, chứ không thì thôi hôm nay chắc là lại làm nguyên cả lại chuối những quả trứng luôn. À rồi, thanh niên của chúng ta là đang kèm gọi là tình yêu ở phía sau. Không biết là có phải là tình yêu hay không, hay là lại chạy xe ôm. À, có tí tình yêu phát là có tí người đẹp phát là lại đâm vào cái đuôi xe trước. Bây giờ có tí người đẹp cái là sức mạnh nó tăng lên khoảng tầm 200 lần anh em hiểu không? Đấy. Rồi. Bây giờ tao ép mày vào đây, mày thích thì tao vào đây, tao nói chuyện với mày hiểu không? Nào, chúng ta sẽ đến với cái tình huống tiếp theo. Ô mà Kia này có mới có option này hả anh em? Ôi giời ơi, sao lại nhún mạnh như nhỉ? Mà cái nhún của con option của Kia này nó lại lạ nhỉ. Thật sự đấy anh em ạ. Hay là ở bên đấy, ở bên bển nó thế. Rồi tại một khu vực hầm để xe nào đó mà tôi không rõ cho lắm. Cùng theo dõi xem. Điều gì sẽ xảy ra ở đây? Ở chung cư cũng là cả một vấn đề anh em ạ. Rồi. Lùi nhanh. Ơi, for Everest Titanium. Rồi. Ông có camera hành trình để xử lý tình huống sao mà chậm thế nhỉ? Phát đấy lùi được thoải mái mà.
Cơ bản là cái cụ đằng trước cụ lùi mà cụ chả quan sát cái méo gì. Rồi lại là một vị thần, quả thần đằng phi ra, đúng là thần đằng thật anh em ạ. Méo hiểu được sao tư duy mà nó phi ra được cái quả đấy thì tôi cũng đến ạ luôn. Rồi tiếp sau đây chúng ta sẽ gặp gỡ với một mẹ thiên hạ tiếp theo, nhưng mẹ thiên hạ này nâng cấp hơn một xíu là mẹ thiên hạ đi ô tô, đi bốn bánh đấy. Mẹ thiên hạ bắt đầu là lên xe rồi. Để xem mẹ thiên hạ của chúng ta sẽ thể hiện điều gì ở đây. Bắt đầu lùi xe ra. Đấy. Có vẻ là khá là cẩn thận đấy anh em ạ. Rồi thế là mẹ thiên hạ đi ngược mẹ nó chiều luôn. Không biết có nhận ra không, cứ thế phi luôn anh em ạ. Không nhận ra là mình đang đi ngược chiều hay là cố tình không biết. Thấy đi chậm chậm lại rồi mà chắc là cố tình thôi. Tiếp theo đây là chúng ta sẽ cùng đến với một tuyến đường cao tốc, mà cũng không phải là cao tốc, đây nó chỉ là gọi là quốc lộ mà thôi, cũng giống cao tốc mà không biết có phải cao tốc hay không. Cùng theo dõi. Ai quả container cái đầu kéo đằng trước nó bay mất mọi cái lốp rồi. Đây là toàn cái lốp rồi. Đi đường mà không kiểm tra an toàn như thế này thì là nguy hiểm quá anh em ạ. Rất may là đi chậm, còn xử lý kịp thời. Rồi chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp sau đây. Rồi, lại là một mẹ thiên hạ, nhưng mà mẹ này ở trên bản anh em ạ. Đấy. Cùng đến với một cái tình huống ngáo ngơ tiếp tục sau đây, anh em theo dõi. Thanh niên lên xe để tìm cách thoát ra khỏi cái gọi là vị trí này. Đấy, chúng ta sẽ cùng theo dõi xem. Không hiểu là anh được học hành ở đâu. Cái này thì không phải ở Việt Nam đâu, của người anh em Tung Của cơ. Mà Tung Của nó đào tạo lái xe nó chặt chẽ như thế mà vẫn còn mấy bố ngáo ngơ như thế này thì rồi xem cách anh sẽ thể hiện sau đây như thế nào. Wow, nó rộng như thế kia cơ mà. Rồi sau một hồi có nghĩa là lùi ra lùi vào thì anh quyết định là sử dụng tấm thân này. Đấy, phải nói là khỏe đấy, đúng không? Người kia mà quánh quả đầu xe đấy là quá khỏe luôn anh em ạ. Không phải là ai cũng có thể có được cái kỹ năng gọi là đỉnh cao như vậy đâu. Rồi nào, thôi thế là xong, bẹp rúm bẹp gió hết với nhau rồi. Xuống ông xe đen này, xuống bắt đèn ông xe tải chứ. Nào chúng ta sẽ cùng đến với cái tình huống tiếp tục sau đây. Rồi thanh niên này là không tuân thủ tín hiệu vạch kẻ đường, hiểu không? Đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng xem.
18, từ tỉnh ra thành phố mà lại còn thích lươn lẹo à? Thích thể hiện này. Rồi. Thế là mời vào đây hiểu không? Vào đây với anh hiểu không? Thì gì đây? À, tuyệt vời. Đây là hành động rất là tuyệt vời của mấy anh em. Xe chết máy nào hả? Quái nào mà vẫn đẩy được xe đi nhỉ? Cùng đến với tình huống tiếp sau đây. Rồi, lại là một mẹ thiên hạ. Đấy. Mẹ thiên hạ chắc là nhầm đường nữa. Đấy, thò tay ra để xin đường. Rồi, cái này thì thôi thì nhường anh em ạ. Bởi vì là mẹ thiên hạ đã nhầm rồi thì anh em mình phải nhường thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với một con ngõ nhỏ. Tôi thấy cụ có mặt camera là... Rồi, thế là đường còn chỗ nhiều chỗ rộng thế mà tại sao lại... Xong đó là mâu thuẫn giữa hai cụ xảy ra. Đấy. Chả cụ nào là chim đường cụ nào cả. Cụ nào cũng căng. Tiếp theo đây, đấy, đây là gọi là kỹ năng đỉnh cao này, hiểu không? Đỉnh cao rồi, hiểu không? Đấy, đi xe nó phải thế này, nó mới gọi là đẳng cấp, mưu sinh nhưng mà nguy hiểm. Ra đường này rất dễ bị va quẹt. Ô, cái gì đây? Ô. Này, như thế nào đấy? Tôi chưa hiểu thanh niên này là đang trong cái tình trạng như thế nào anh em ạ. Rồi, mẹ một thằng đần. Nói thì bảo là nói quá nhưng mà nó chả quá tí nào anh em ạ. Đúng rồi. Thần đạt. Mà có gì trong cái tình huống tiếp sau đây? Rồi, lại là một thanh niên mới mua được xe. Đấy, nói nhoi đi lên, hiểu không? Tại sao mà lại cứ thích lo nhoi mà rõ ràng thấy đường nó đông tắc đường nhưng mà cứ thích nhoi lên nhỉ? À, không biết là vội vàng đi đâu, xong rồi cuối cùng có nhanh được hơn ai đâu. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với cái tình huống tại bên Trung Quốc. Đấy, cho tôi xin ít nước vào xe cho nó mát được không? Không hiểu ý à? Đấy, cho tí xin nhá, cảm ơn rồi. Nào, tiếp tục đến với cái tình huống sau đây. Đây là trên một tuyến cao tốc. Tuyến cao tốc này thì lại không có gọi là... Ui giời, không có làn khẩn cấp luôn. Ui giời ơi, thế là vướng vào cái... Hình như là vướng vào cái bao... Vướng vào một cái bao.
rất may là tài xế xử lý gọi là tỉnh táo đấy, không phát đấy là đúng là thật sự với anh em là quá nguy hiểm luôn anh em ạ. Nếu mà không tay lái không cứng là rất nhiều vấn đề luôn anh em ạ, nguy hiểm. Không biết là của ông nào của anh rơi trên đường cao tốc như thế này. Cầu mè cái lại. Tiếp theo đây, đây là một tuyến phố Phạm Hùng của Hà Nội. Chúng theo dõi xem là điều gì đang xảy ra ở đây. Rồi, lại tiếp tục lại là một mẹ thiên hạ của chúng ta nữa. Đây, lại là một mẹ Linda Lít. Ui trời ơi, thế là hôn rồi. Không hiểu là cái ông xe con ông đang đi mà ông lại phanh rụi lại để làm cái gì không biết thế này. Trên cao tốc cũng chạy như thế mà không hiểu được. Trục chặt gì thì cũng phải đi sát vào bên đây, tay phải chứ. Rồi, lại là một thằng đi ngược chiều. Và đây là đoạn gọi là cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Đây, anh em sẽ cùng theo dõi. Đoạn này là đoạn gần chỗ thành phố Bắc Giang đây. Úi giời, mà nó giúp ở đâu ra đây không biết. Đến bây giờ mà cũng vẫn bao nhiêu lần, đến cái thời điểm buổi này rồi mà vẫn còn những cái thằng não nó phẳng đến mức độ như thế này thì tôi cũng đến chịu luôn chứ biết nói gì với mấy thằng này bây giờ anh em. Rồi, chúc mừng ông, cái gì thì cái, nhưng mà chúc mừng ông đã vào nộp phạt, nộp ngân sách 15 đến 17 triệu cộng với lại tạm giữ giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng nhá. Cái loại này tôi nghĩ là phải phạt từ 150 triệu đến 170 triệu, phạt của 3 lần hết con xe thì tôi nghĩ mới gọi là ấy được. Chứ phạt 15, 17 triệu tôi thấy vẫn còn nhẹ nhàng quá. Rồi, chúng ta sẽ xem cái tình huống gì xảy ra ở đây. Giao hàng shipper. Rồi, thế nhưng mà đèn xanh đèn đỏ nhận hàng ở đây không còn chỗ nào để mà giao nhận hàng à, cứ đùa. Đèn thoải mái đi, đèn hỏng nước cũng được, hiểu không? Thoải mái đi. Một công đôi việc luôn nhưng mà mất an toàn quá. Nào, bây giờ thôi anh em xem video nhé. Tôi bình luận từ sáng giờ mỏi hết cả mồm, rơi hết cả hàm răng ra rồi. Anh em xem video và để lại cho tôi những cái bình luận và comment ở phía dưới nhé. Để hẹn anh em trong các cái video tiếp theo. Thank you.
Thank you.